Chào các bác nhá. Như các bác đã thấy, đây là cái bơm máy cao áp nhá, bơm máy cao áp hàng nhập khẩu. Cái hàng này thì ưu điểm của nó là nén khỏe này, phụ tùng phụ kiện dễ thay thế này. Các bác hỏng bộ hơi cũng mua được, hỏng đầu mò cũng mua được nhá. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà các bác mua bộ hơi về thì trong cái clip này tôi chia sẻ với các bác về cách thay. Chia sẻ các bác về cách thay nhá. Thì cái này là do nhu cầu của anh em. Anh em cần bộ hơi thì shop liên hệ nhập về để giao cho anh em. Để anh em thay thế lên đồ chơi. Thế nếu mà anh em mà các bác thay bộ hơi ấy, nhớ thay bộ hơi, thì các bác tháo ốc ra, lấy bộ hơi để bỏ ra, lấy cái bộ hơi ở cái phần dưới này, thì bộ hơi nó bao gồm bộ hơi mới thay vào cho các bác ấy, nó bao gồm là cái xin anh này, cái củ xin anh này, củ xin anh này lòng ở trong là nhẫn láng o cốt không nhá, và quả bê tông mới. Đấy, cũng là cốt không luôn đấy, quả bê tông mới này. Có sẵn xi măng cho các bác, hay gọi là lá bạc đấy. Có sẵn xi măng cho các bác này. Có một bên là nó có phe cài ắc. Một bên là phe cài ắc. Thì các bác tháo ra, các bác rút ắc cũ ra. Mình sẽ dùng lại cái ắc cũ bê tông. Và cái tay biên của máy mình sẽ dùng lại nhá, tay biên của máy mình sẽ dùng lại. Và mình bắt vào cái quả bê tông này là sẽ được. Và trên cái đồ mới, hộp bộ hơi mới của các bác thì có cả cái ti. Cái ti lên trên này. Và trên cái ti này là có cái phốt mới cho các bác, thì các bác sẽ thay cả nhá. Thì đấy là thay hơi, thì nó đơn giản, nó dễ, là các bác máy nào cũng thay được, nhấc củ trên ra thay củ hơi vào nhá. Còn bây giờ một số bác lại có nhu cầu là mua cả luôn, cả củ nén đằng trên này luôn, cả củ nén đằng trên, cả củ hơi này, các bác mua cả thì shop cũng có đặt hàng được nhá, có đặt hàng được. Thì chia sẻ với các bác lần trước ấy, lô hàng vài lần trước ấy thì nó sẽ giống đặc, giống y sệt như này, không khác một tí nào nhá. Đấy, các bác về các bác chỉ tháo ốc này ra, tháo ốc dây ra này, tháo cái này ra và xiết nó vào đây là nó sẽ được nhá. Thế nhưng mà đợt này thì xưởng lại gửi cho hơi theo cái hình thức khác, thì tôi phải hướng dẫn cho các bác cái cách nắp để các bác khi nhận được cái củ hơi này về các bác biết cách nắp. Nói chung là nó kết cấu khác một chút, thế còn đâu và cái nguyên tắc nén, nguyên lý nén này nó vẫn như vậy nhá. Thì đây, hiện giờ là cái củ hơi thay thế là như thế này, hiện giờ đang có. Và các bác phải thông cảm là hàng này là hàng Trung Quốc nhập khẩu, mà mình làm việc với Trung Quốc là không phải là như tôi đây, không làm việc được trực tiếp với nhà sản xuất ra cái máy này, mà toàn làm việc với thương lái thôi các bác nhé, làm việc với thương lái người Trung Quốc thôi. Thế làm việc với thương lái người Trung Quốc này bất đồng quan điểm, bất đồng về ngôn ngữ, mình nói người nó không hiểu, rất là khó. Thế họ lại lấy tiếp từ nhà sản xuất ra nữa, từ xưởng ra nữa, nó qua mấy khâu rất là rích rắc. Bây giờ chỉ biết là tôi đặt cái bộ hơi của bơm máy và đầu bò bơm máy dính vào luôn đấy, và cục máy dính vào luôn đấy, thì tôi chỉ biết nói như vậy thôi, thì người ta sẽ gửi về. Nhưng mà bây giờ người ta gửi về như thế này đấy, nên nó hoàn toàn khác đấy. Và cơ cấu nén này nó giống vậy thôi, nhưng mà hình thức nó sẽ khác. Cái bộ hơi và đầu bò sẽ đi liền với nhau như thế này, có cả tay biên luôn. Thì các bác tháo ra, các bác chỉ rút cái ắc biên ở trong củ máy ấy, trong trục máy ấy, các bác cắm vào là các bác nắp vào luôn sẽ được luôn nhá. Trong này là có bít tông sẽ mang đầy đủ hết rồi. Giờ tôi chia sẻ hướng dẫn cho các bác về cái cách câu dây này nhá, để các bác nhá, câu dây để cho các bác nắm được, không thì các bác lại không biết nắp được tí nào nhá. Đây các bác đợi đợi chút. Đấy, các bác thấy thực tế đấy là cái củ hơi như thế này. Đấy, cái này là thực ra cái này là không ai dạy nhá các bác nhá, cái này là tự mình nghiên cứu ra thôi rồi cùng anh em chia sẻ thôi, chứ không ai dạy, mà hỏi thằng Trung Quốc có nói toàn tiếng Trung rồi không biết được nào cả đấy. Đây nhá, tôi hướng dẫn cho các bác này. Đây là cái bơm máy, tôi để đúng chiều như này. Đây là hai cái vòi dẫn nước quay ra ngoài nhá, quay này thì về các bác lắp theo chiều này rồi, lắp theo đúng chiều như này nhé. Cái hệ thống dây này các bác bỏ đi hết, bỏ hết ra thôi. Cả cái củ này nữa, cái củ này nó mà có ốc bắt ở đây thì các bác tháo được thì các bác tháo ra. Đây nha, cái này, dây này sẽ tháo ra này, dây này tháo ra này, cái củ này các bác tháo được các bác tháo ra luôn. Cái phía bên này nữa, cái phía bên củ đồng hồ nữa này,
tháo được các bác tháo luôn, còn không tháo các bác để nguyên cái củ, tháo dây bỏ ra, tháo cái đường ống dẫn này bỏ ra. Đấy, tháo đồng hồ, mình lấy lại đồng hồ để mình dùng. Thì đây cơ cấu nó sẽ có sẵn như này, các bác lấy đồng hồ, lấy đồng hồ này, lấy đồng hồ này, à, lấy đồng hồ, các bác xoáy lên đỉnh nhá, các bác lấy đồng hồ xoáy lên đỉnh. Đấy, lấy đồng hồ xoáy lên đỉnh nhá. Đấy, đây tôi phải lấy một cái đồng hồ để thử cho các bác dễ hình dung, nhưng nói chung là nói là các bác hiểu ngay thôi, các bác ấn được không, lấy đồng hồ xoáy lên đỉnh nhá. Thế còn cái này này, cái lỗ bên này chính là lỗ để xoáy dây hơi. Đấy, chính là lỗ để xoáy dây bơm. À, dây bơm mắt vào đây em ơi, em cậy cái bơm vào đấy, cái đồng hồ to, đồng hồ có bơm à, để cho anh em dễ hình dung. À, dây bơm sẽ bắt vào đây, dây nước thì vẫn cắm ở đây rồi, hai dây nước, dây vào dây ra nha. À, thì cái chỗ này dưới này nó là cái đường hút hơi vào, thì các bác lấy cái cục này này, à, cái cục này đây này, cái cục lọc ẩm này này, các bác xoáy vào đây, nó như này đấy, các bác xoáy vào đây, cái đồng hồ không đẹp đấy. Đấy, cái này là tôi phải ngồi cả buổi tối hôm qua mà không biết thế nào tôi mới hình dung ra được. Đấy, đồng hồ sẽ xoáy vào đây nha các bác nhé. Như vậy là các bác chơi. Còn con ốc đối diện bên phía này chính là cái con ốc xả áp. Đây nha các bác nhé, chính là con ốc xả áp. Các bác xoáy vào để kín áp để các bác bơm. Nên các bác muốn tháo áp, các bác xoáy cái này ra thì nó sẽ xả áp ra các bác. Cái lỗ này, cái lỗ cắm cái dây của đồng hồ vào đây để nó cảm biến nhiệt độ nhé. Đây các bác bắt như này vào, thả vào trong máy, cài trục viên vào, bắt ốc vào là các bác dùng. Đấy, đấy là cái bộ hơi mới. Thế còn cái hệ thống ống dẫn của nó cũ này, đây là các bác bỏ ra hết, không phải dùng tới nữa. Hai cái cục này không dùng tới nữa nhá, không dùng tới hai cục này đâu, không dùng tới cục này và không dùng tới cục này nữa. Đấy, nhá, cái hơi mới này nó sẽ tích hoạt sẵn trong này hết rồi, các bác bắt thẳng vào đây là chơi được luôn. Thì đây là chia sẻ hướng dẫn cho các bác cách ráp cái bộ hơi mới để thay thế cho cái bơm máy cao áp hàng nhập khẩu nhá. Đấy, thì đối với bộ hơi đợt này là các bác sẽ lắp như thế này. Đấy, các bác dễ hình dung chưa, đồng hồ bắt trên đỉnh, dây bơm mắc vào đây, phía sau này ốc này sẽ là ốc xả áp, cái này là cái gọi là cái hút ẩm chống bụi đây, cái này không